tao là cái người đạo đức thế này mà tao thèm đến những cái chỗ đèn mờ với karaoke à? Cái loại chỉ con mà cứ đùi cò. Thôi thôi em xin chừa. Alo. Ừ, Ngọc cà phê đây à? À Ngọc, Ngọc, Hồ Hà Lê à? Ừ, anh đây. Phượng ơi. Ừ, anh đây. Ừ, đây này. Anh Phượng ơi. Anh đây. Buổi khó khăn là nghỉ bốc thuốc lại tăng dần đều. Riêng ta thoát cảnh đói nghèo, ta đây cưới hạc vèo vèo đi chơi. Cậu mà cưới hạc thì trông phải oách phải biết đấy nhỉ. Mày biết cái gì mà đâm tông vào. Mà bây giờ cưới hạc nó mới là hay nhá. Chứ ai đi xe phân khối lớn làm gì. Mày, tao đang luyện phép mà cứ làm cắt ngang cái cảm xúc của tao. Tập trung làm việc đấy. Ta làm cái bùa phép này nhá, thì đảm bảo mọi việc đều hanh thông ngài. Cậu ơi, cậu luyện phép gì đấy? Tao luyện phép là phép tắc chứ còn phép gì. Tắc đường hay tắc cống à? Thằng này, chả biết cái gì cả. Phép tắc này này, đây là tức là ta luyện cái bùa này nó đạt tới độ để ta chữa bệnh cho người ta. Khi mà nó đã thành công rồi thì tao sẽ đạt độ thần thông gái. Thì tao sẽ chữa cho muôn nhà, muôn người. Tức là trước khi thông là mình phải tắc đúng không? Tự nhiên có thông tắc gì ở đây? Thông tắc đây hóa ra là thông cống á. Và từ sáng đến giờ chả làm cái gì, cứ hỏi đi hỏi lại. Mệt. Không biết gì cứ hỏi. Con bướm xuân, con bướm đa tình, đùa vui với nụ hoa nên con bướm bơi xuân. Này cậu, cậu vừa hát cái gì đấy? Tao hát là con bướm xuân. Này, thôi. Sau bao nhiêu bài hát, bao nhiêu bài về mùa xuân cậu không hát, cậu hát cái bài đấy? À, tao thích cái bài con bướm xuân. Thôi. Con là con không thích cậu hát cái bài đấy, nhá. Xuân nó thiếu gì cái bài hát về mùa xuân mà cứ về bài cái đấy. Nhưng mà đây là mùa xuân thì tao thích cái bài này đang hot. Nhưng mà con không thích cậu hát cái bài đấy. Tại sao mày lại không thích? Người yêu con tên là Xuân. Người yêu mày tên là Xuân kệ nó, bởi vì tao thích hát con bướm. Đây này, cậu thích cậu hát cái bài con bướm mít đây này. Như thế nó ngang. Ngang cái gì mà ngang? Thôi được rồi, thôi, à, này cậu bảo, nhắc đến mít cậu mới nhớ, hay là mình tư vấn cậu được không? Tức là bây giờ cậu định nhờ con là tư vấn gắn kết lại với cô Mít gì ấy? Tư vấn giúp cậu rồi, mày thích gì cậu chiều đấy. Mày giúp cậu với. Giúp cậu à? Ừ. Nhưng mà là cái khoản tư vấn đấy là không có trong hợp đồng nhá. Tư vấn giúp cậu, mày thích gì cậu chiều đấy. À. Tư vấn này. Ừ. Giúp đỡ à? Ừ. Ngồi. Ừ rồi. Mày phải giúp cậu nhá. Rót con chén nước. Mà thích gì cậu chiều. Cậu mời anh uống nước. À, con xin. Bè giúp cậu đi. Theo con thì cậu phải như thế nào? Theo con nhá. Ừ. Cậu bây giờ ấy. À. Với cô Mít ấy. Ờ. Tốt nhất là giải tán đi. Thằng này mày bị sợ à? Tao muốn mày tư vấn là kết nối tình cảm tao với cô Mít lại với nhau. Ừ. Thế mày bảo giải tán thì vượt gì tao phải nhờ mày tư vấn. Cậu biết vì sao không? Vì sao? Cậu xem lại con người cậu đi. Cái tư cách đạo đức của cậu đi. Con nói cho cậu biết nhá. Cậu là không yêu được ai đâu. Mày dựa vào đâu mày bảo tao là tư cách đạo đức là yêu ai không được là thế nào? Tao đạo đức xấu lắm à? Chứ còn gì nữa. Tư cách của cậu như thế nào là cả làng cả xóm này người ta biết đấy nhá. Cả làng cả xóm biết thế nào? Này này, con ví dụ luôn cậu đây này. Con người trong nhà đây này. Thầy U của con gửi con lên đây ăn ở với cậu để cậu truyền nghề dạy dỗ cho con. À. Thế mà từ ngày con lên đây, cậu có dạy được cái gì đâu hả? Suốt ngày là cứ sai bảo rồi đánh đập như thế. Người ta bảo yêu cho roi cho vọt. Roi vọt vọt cái gì? Con không biết thì con hỏi cậu. Thế mà cậu có cho hỏi đâu. À, thế thì mày nói gì nữa? Mà này, cái chuyện đấy nhá. Đấy cái chuyện mà cậu không cho con hỏi ấy, là nó chỉ có hai lý do thôi. Lý do gì? Thứ nhất, một là cậu không biết, cậu giấu rốt. Hai là cậu giấu nghề, đúng chưa? Cái thằng này hôm nay nó lại còn dạy cả mình nữa đấy. Đúng chưa? Đúng cái gì? Mà này, con là người lớn, con cái chuyện giấu rốt giấu nghề con bỏ qua. Nhưng mà cái chuyện này đến tai con là con không đồng ý đâu. Mày bảo chuyện gì? Mày nghe chuyện gì? Bà con bảo cậu là tính là cậu là ba lăng nhăng lắm. Mày dựa vào đâu mày bảo tao ba lăng nhăng? Đứa nào bảo tao phạt cả một lần. Ai cũng bảo cậu đấy. Ở làng này bảo à? Vâng ạ. Nó bảo tao lăng nhăng thế nào? Bảo cậu là sống ba lăng nhăng, cậu là vớ va vớ vẩn. Mày lấy dân chứng cụ thể đi. Sao phải dân chứng hả? Đây này, con chứng kiến đây này. Bệnh nhân người ta đến khám, cậu khám cái gì đâu?
cậu cứ tuần khám thì ít mà cậu hít thì nhiều lắm. Mày là không biết cái gì, mày còn đâm tông vào việc tao nữa. Tao hít tay ấy nên tao bắt mạch người ta, tao phải hít tay. Hả? Tao bắt mạch là tao phải động vào tay, tao phải sờ vào người. Chẳng lẽ tao bắt bằng mắt à? Ai khám được cho cậu nhá. Cái khám của cậu ấy là bên Tây người ta quy vào cái tội quấy rối thể dục đấy. Tây quy vào, mày sang bên Tây mà học. Mày thường gì phải học tao ở đây làm gì? Con mà có tiền con sang từ lâu rồi nhá. Mà mày tư cách gì, mày tuổi gì mà mày phán xét tao? Con tuổi gì con không phải báo với cậu. Thế cậu tuổi gì? Tao phục thì tao phải báo với mày, tao tuổi Mão. Mão gì mà? Nào, con nghĩ cậu này là không phải tuổi Mão đâu. Cái tướng của cậu đây này, cái tướng của cậu đây là phải tuổi con cá chấm. Trong 12 con giáp làm gì có tuổi nào tuổi con cá chấm. Ờ đấy, nhưng mà có cái tuổi đấy là dành riêng cho cậu đấy. Cậu biết con cá chấm không? Con cá chấm là sao? Cái con mà chuyên ăn tạp ấy. Nổi nó cũng ăn, giữa nó cũng ăn mà đáy thì nó cũng đớp luôn. Nó giống cậu đấy. Mày bảo tao giống cái thằng này à? Mày ra đây. Mày ra đây tao bảo. Làm sao? Mày nhá, mày đi nghe thiên hạ nhá. Mày là cháu tao. Thì mày phải bảo vệ cho tao. Chứ tại sao mày lại đi cùng cái bọn dân làng thối mồm? Mày đã tuyên truyền mày nói xấu tao thì hạ uy tín. Khách nó không đến phòng mạch của tao. Mày phải biết là tư cách đạo đức của cậu mày nó sáng ngời ngời như pha lê nhá. Tao đi tới đâu trẻ con người già cúi rạp bên đấy, thậm chí chó mèo cũng phải chào tao. Chó mèo thì ai phải chào. Con nói cậu nhá, cậu ra ngoài đường là cậu chỉ có xà vào mấy cái quán karaoke chứ còn lạ gì. Mày ăn cơm nắm nằm gầm giường à? Mày đi rừng cho tao hay sao mà mày biết vào chỗ đấy? Tao là cái người đạo đức thế này mà tao thèm đến những cái chỗ đèn mờ với karaoke à? Cái loại trẻ con mà cứ đùi cò. Thôi em xin chừa. Alo, Ngọc cà phê đây à? Ngọc, hồ hà lẹ à? Anh đây, đến bốc thuốc cái gì? Đến ngay nhá. Đến luôn nhá. Anh đây. Đây này. Phượng ơi. Anh đây. Này, thế sao vừa gọi cho anh mà em đã đến nhanh kìa? Thì lúc gọi cho anh là em đã đứng ngoài cửa rồi mà. Đúng ngoài cửa. Dở người à? Hả? Thì vào đến cổng thì vào luôn đi, còn gọi điện làm cái gì? Việc của mày. Này, thế ai gặp anh rồi? Thì em có việc gì thì nhờ anh giúp luôn. Em thích khám gì, anh khám luôn cho em. Thì đấy, em nói với anh từ điện thoại. Em đến đây để khám bệnh tim. Em bị tim á? Này, cậu ơi, cái quả này con nghi là không phải tim đâu. Viêm sao? Viêm phổi đấy. Trông phổi nó sưng như cái bát ô tô chứ. Chính xác thì mày đầy người bị sưng lên chứ không phải là ý đâu. Thế em bị tim ý gì? Thế em phải kể triệu chứng thì anh mới biết được chứ. Không phải, mà túm cái váy lại là từ cái hôm anh đến hát karaoke vịn vào em ý. Này, y mồm nhá, ăn nói cho cẩn thận nhá. Cậu tôi là người tư cách đạo đức đầy mình nhá. Đúng rồi. Sáng như là pha lê nhá, cô đừng có vu khống như thế. Cô nói thế, ý cô nói cậu tôi là cái loại cá chấm à? Đúng cái rồi. Loại ăn tạp à? Mày có học chữ nho không mà sao mà thâm thế à? Mày bảo ai là ăn tạp thì ám chỉ ai đấy? Thì tại là... Thôi, anh vội dâu mà pha lê thì em càng yêu chứ có càng gì mà. Người. Thế em bị tim thật không? Thật. Nhưng mà triệu chứng nó như thế nào? Thì từ cái hôm đấy em gặp anh ý, là tự dưng em mất tim. Rồi, lại điêu cậu ạ. Nhìn thế này mà bảo mất tim. Đây này. Ôi dồi ôi, mất. Không những là có tim mà là có hai tim nhá. Mà theo cái chẩn đoán lâm sàng của con ấy, là tim to, đập khỏe. Cái thằng này, mày thì không biết cái gì mày cứ hay nhảy vào họng. Tao đã dạy mày điện tâm đồ đâu, mà tao đã dạy mày về khoa tim đâu mà mày bảo là hai tim. Tim tức là nó ở bên trong lồng ngực cơ mà, chứ không phải ngoài đâu, đúng không? Đúng rồi, em ý là từ ngày gặp anh á, là bị đánh mất tim rồi. Bình dứt tim. Không còn tim nữa rồi. Thế á? Thế nhưng mà anh có sinh ra em đâu. Thì tim em bị làm sao thì anh cứ khám đi xem nào. Tức là bị tim đúng không? Chắc chắn là em bị tim bẩm sinh rồi. Không phải là tim bẩm sinh, mà là bệnh từ sinh từ anh ra ấy. Anh có đẻ ra em đâu mà tim là do anh sinh ra. Tim là của em. Không phải. Là từ cái hôm mà em gặp anh ý, là tự dưng tim của em nó cứ thổn thức ấy. Là cứ nghĩ anh
À, anh hiểu rồi. Thôi thì bây giờ anh cứ khám cho em xem nào. Rồi rồi rồi, cái đấy thì anh biết rồi. Thế bây giờ khám đi thì em nằm đây thì anh khám nhé. Cái này em nhé. Cái triệu chứng của em là anh sẽ biết được bệnh rồi nhá. Thì thường ấy bao giờ là bệnh tật nó cũng liên quan đến nhau. Tỉ rụ như là tim ấy thì nó lại tìm đến chị. Mà chị thì hay nghĩ về tim. Đấy, anh thì anh chuyên về khoa chị rồi. Mà chuyên khoa chị thì bao giờ chữ tim cũng rất giỏi. Thế em ý, chả biết anh chữa chị chữ tim gì đâu. Em chỉ nhớ là anh còn hứa với em cái gì cô. À, anh nhớ rồi, anh nhớ rồi. Cái hôm mà ở chỗ ca dao kê gì để anh bảo này, tự nhiên anh khám cho em như thế này nhé. Mà bây giờ anh bật ra một cái chai bia chẳng khác nào không được hát ca dao kê. Anh nhớ, anh hứa với em là anh sẽ vì em làm cha thằng bé. Anh sẽ bên em đến cả cuộc đời, mặc dù bầu do em là thằng khác. Ôi trời ơi! Ôi trời, làm cái trò gì thế này? Cái trò gì thế này hả Lăng? Đi ra khám bệnh. Tôi đang nhờ thầy khám bệnh. Cô bị bệnh gì mà tự dưng lao sầm sập vào đây hả? Tôi bị bệnh tim. Tôi cũng bị bệnh tim. Bệnh tim của tôi còn nặng hơn nhiều. Này, tự cô nhìn là biết là ai bị nặng hơn nhá. Đúng rồi, là cô là ai? Bà mày nói cho mày biết đấy. Bà mày là vợ sắp cưới của Lăng Vượng đây. Ôi trời ơi là trời ơi, Vượng ơi là Vượng ơi. Sao anh bảo em là hứa hẹn đủ trắng sao cơ mà 30 mùa khoai sọ chưa lọ mọ tay ai mà đã rồi con vợ này à? Lăng nói đi. Đúng là đàn bà. Đàn bà cái gì? Thì tôi đang khám bệnh lao ở đây làm gì? Anh khám bệnh kiểu gì? Khám bệnh kiểu gì mà áp mặt vào ngực nó? Thì nói về cái phạm chủ nhá, chuyên môn và đạo đức. Nói về cái phạm chủ y học cổ truyền, công ty kết hợp ấy. Thì tôi nói với Mít là Mít không hiểu sâu bằng tôi đâu. Bây giờ người ta đau chỗ nào thì mình khám chỗ đấy. Tỉ rụ như là người ta đau tim thì tôi phải lấy mặt để tôi đặt vào tim. Thế nó đau chân thì sao? Thì đau chân thì tôi phải lấy mặt tôi đặt vào đùi. Thế nó đau bụng thì sao? Đau bụng thì tôi phải lấy mặt tôi đặt vào bụng. Thế nó bị tiểu đường thì anh làm thế nào? Thì tôi vào bụng mặt thì... Vào đâu? Này, câu hỏi khó làm gì? Thế bao nhiêu câu hỏi sao không ạ? Thế câu hỏi khó thế này thì để cho Lang sẽ chuyển thành văn bản là đưa cho Mít nhá. Được không? Nghe cái tiếng của anh làm nhiều. Tôi cũng tha thứ cho anh nhiều lắm rồi. Nhưng bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Đồ lăng loạn. Này! Mít! Mít ơi! Mộng bản đầu yêu người tuổi mới đôi mươi em đang độ trăng tròn chia tay em chia tay hoàng hôn chia tay em chia tay hàng cây chúc sinh tang tình là em Mít đẹp mà. Son ơi, Son, ra đây cậu vào. Ra đây, ra. Dạ, dạ, dạ. Ra đây, ngồi uống nước với cậu. À, dạ, vâng. Ngồi đây. Cậu ơi. Ơi, đi ngồi đây, ngồi đây cậu. Lúc lấy con thấy ở nhà mình khách nó nườm nượp như thế thì chắc là kiếm đủ đi cậu nhỉ? Đủ con ạ. Cậu cho con miếng nào không cậu? Tao vả vào mặt mày. Mày đi làm bồ hớt đúng không? Hớt cái gì? Mày đi hớt với cô Mít đúng không? Sao mà con phải hớt với cô Mít hả? Nếu mày không hớt làm sao cô Mít cô biết mà cô tìm đến đây? Tao đang khám bệnh cho khách cơ mà. Cậu buồn cười nhỉ? Này, cậu đừng có đổ vấy cho con đấy nhá. Con làm gì con phải làm cái trò mèo đấy. Cô biết đấy là chuyện của cô chứ con nói cái gì đâu. Nhưng mà không tự động mà cô lại biết tao đang khám bệnh cho người ta nữ giới để cô đến. Thế cô là người yêu của cậu thì cô biết là chuyện bình thường chứ. Mà còn cậu ấy, cậu sao cậu cứ phải sống trong sợ hãi như thế nhỉ?
cậu việc cậu cứ đàng hoàng tử tế đi. Thế nào là không đàng hoàng? Úi giời, dặn bao nhiêu lần rồi, khách bệnh nhân đến khám thì cái khám nó phải có tâm có đức một tí. À, mình là thầy thuốc, mình là lang y. Đây khách đến đây khám thì chả khám lại cứ ngõ chạm hay là nô tỳ mãng xà vào người ta. Mày đấy, mày mới là cái thằng dược tà. Mày đã biết cái gì đâu. Khám cho bệnh nhân là mình phải vỗ về, phải vuốt ve, phải che chở, phải nựng người ta. Giờ thì con mà theo cái kiểu của cậu thì có ngày còn đi tù. Mày không làm thì thôi. Mà từ ngày mày lên trên này bao nhiêu chuyện tao thấy mệt mỏi lắm. Hết cái thằng Sòn, thằng Xón, Sòn Sòn với mày nữa. Nha. Không hiểu tại sao cái vía mày nó độc thế nào mà tao toàn cầm tiền hờ thôi. Tiền cầm tới tay rồi, thế mà vẫn bị vuột mất. Ờ, đúng đấy cậu. Cậu nói là con mình để ý đấy nhá. Sao khách đến người ta xong cứ hôm nào mà mình có tiền phát là xong nó lại mất nhỉ? Nó ham ham kiểu gì? Ờ, hay là cậu cháu mình nó bị lệch pha nhau nhỉ? Chắc là cái vía của mày nó độc chứ làm sao. Thế bây giờ phải làm cách nào chứ chả nhỉ? Hay là nhân cái việc này mình làm bữa giải đen đi. Ừ. Chỉ còn tiền. Nhà mình còn cái gì không nhỉ? Gạo thì cũng hết rồi. À, còn cái con gà chống thiến ấy. Ừ. Mà để cậu để dành để cúng Tết ấy. Ừ. Bây giờ cậu với cháu là coi như là bố trí mình vặt lông nó luôn. Không được. Con gà đấy là để đêm 30 cậu thịt cậu cúng các cụ. Thế chứ mà bây giờ mình nhà đang có việc thì mình phải có gà, mình phải chén gà uống rượu thì nó mới nghĩ ra được việc chứ. À, nghĩ ra kế mới để thầy cho mình làm giàu ấy. Tức là mình phải ăn uống vào nó mới sáng suốt đúng không? Đúng rồi. Hay là tao phải dè gà. Thế là quyết lục con gà nhá. Ừ, quyết tâm. Tao rót nước cho mày uống nè. Con lại cứ tưởng cậu rót cho con. Và vâng vậy, tao là người hầu của mày nè. Thôi con chót uống rồi, con uống nốt nhá. Này. Dạ. Nhân cái lúc này mà đang ế ẩm như thế này, cậu nghĩ là tranh thủ cậu sẽ truyền cho mày ít đòn được không? Cậu truyền cái gì ạ? Này, tôi cho anh một số tí kiến thức này về tâm linh nha. Vâng, cậu dạy cho luôn đi. Riêng cái gì cậu mà đã bổ trợ cho mày nhá, mày mang về canh rồi mang về diễn mày dùng thoải mái. À thế ạ? Ừ, đưa về quê dùng được. Vâng. Ừ, hơi bị được. Vâng, thế cậu dạy con đi. Đây bây giờ thế này nhá. Ừ. Cậu hỏi anh, đây là màu gì? Màu tím. Đây mà là màu tím ạ. Đây là màu xanh. À, màu xanh. Còn màu tím nó khác cơ. À thế ạ, vâng. Còn đây là màu gì? Màu vàng. Còn đây là màu gì? Màu đỏ. Đây là màu gì? Màu đen, nó lồ cái gì nữa. Thế thì tất cả những màu này nó tượng trưng cho cái gì? À, trời ơi, cái này thì con biết nhá. Cái này con đếch cần cậu dạy con biết. Con học lỏn rồi. Thử xem nào, mày có biết không? Mấy cái màu này nhá là nó tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ tả. Dài sai nét. Sao lại nhiều? Mấy cái màu này nó tượng trưng cho cái bài hát. Bài hát gì? Một màu xanh, xanh có màu xanh. Chấm thêm vàng, vàng có màu vàng. Một màu xanh chấm thêm vàng nó lại là cái màu đen. Là thế nào? Tức là dốt lắm. Anh còn dốt như con tốt. Còn lại cậu dạy con thì thế là dạy cái gì đấy? Bây giờ tôi mới dạy anh nhá. Cái cách phân biệt giữa bài hát và giữa tâm linh nó khác nhau hoàn toàn. Vì tâm linh của chúng ta sẽ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà chỗ nhà mình là sẽ có thêm tả. Nhưng bài hát nó là màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng. Nôm na là hai cái khái niệm trừu tượng nó rất khó. Đấy. Mà cách phân biệt đấy nó đòi hỏi người phải có chữ, phải có trình. Rồi. Không học không biết được đâu. Rồi, được rồi. À. Cậu ngồi xuống đấy. Bây giờ con đố cậu nhá. Mày mà biết đố á? Chuyện. Màu gì đây? Đây là màu xanh. Đây là màu gì? Ôi giời, đây màu vàng, trẻ con cũng biết. Màu gì đây? Đây là màu đỏ. Thế là đây màu gì? Đây màu hồng. Thế còn kia? Kia là màu xanh nước biển. À, được. Yeah. Thế các cái màu này tượng trưng cho cái gì? Ôi trời ơi, mày đố trẻ con. Tất cả các màu này nó tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sai. Sai cái gì? À đúng rồi, nó tượng trưng cho bài hát. Một màu xanh, xanh, chấm thêm vàng, vàng. Chuẩn chưa, mày thấy chuẩn chưa? Lại càng sai. Mày liên thuyên nhé. Tao vừa nói với mày là chỉ có hai cái là phạm trù, là một là về bài hát sắc màu, hai nữa là kim mộc thủy hỏa thổ. Mày bảo sai là sai thế nào? Tất cả những cái màu này ấy,
Những cái màu này là tượng trưng cho màu của đèn lồng, hiểu chưa? Mà đèn lồng thì tượng trưng cho cái gì? Đèn lồng là tượng trưng cho... Không, không biết, tao biết. Tượng trưng cho ngày Tết, ngu thế. Thằng này thế được, 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 được. Mày cũng học lỏm được tí đấy. Thế là mày cũng thông minh ra phết à. Cậu tưởng mỗi mình cậu chơi còn rồi. Này, mày là cái gọi là khôn đột xuất, còn ngu liên tục. Mày khôn ở đâu chứ mày đã bao giờ mày dùng cái khôn để mày giúp được tao chưa? Sao không giúp được? Anh là cái người xúi dại thôi. Mà tôi bạc tóc rồi tôi cũng ngu tôi nghe theo anh. Đã. Mà các cụ nói không bao giờ có sai. Nghe dại trẻ con ăn cứt gà sát. Đấy, tôi đây này. Hai thứ tóc tôi ngu tôi nghe theo anh. Cậu ngu cái gì? Hôm trước anh có nói với tôi là cái lúc làm lang đấy nó khó khăn. Mày bảo tao là cậu ơi cậu thịt con gà đi. Rồi sau đó là hai cậu cháu hạ lộc để đánh chén. Và sẽ nghĩ ra được nhiều mưu kế. Đúng rồi. Để mình làm những cái công trình để kiếm ra tiền, đúng không? Đúng rồi. Tôi làm đúng như lời anh nói. Đấy. Nhưng rốt cục là gì? Rốt cục đến ngày hôm nay có khách nào nó đến đâu, còn vắng hơn là lúc tao mở cái phòng mạch. Đấy, anh nhìn được. Từ ngày hôm mở ra cái này, nó có vắng như chùa Bà Đanh không? Này. Đấy là cậu sai đấy. Sai ở cái việc là thịt cái con gà ấy. Này, mày đừng dở mặt nha. Mày là cái thằng xui tao thịt gà. Bây giờ mày lại bảo là sai, tao sai ở chỗ nào? Này, cậu ăn nói cẩn thận nhé. Cậu nghe cho rõ lại đi nhá. Con bảo là mình thịt con gà, nhưng con bảo là cậu thịt con gà. Mà con bảo là mình mang cái con gà đấy ra ngoài chợ, thuê người ta thịt. Chứ không phải là cậu sai con thịt cái con gà đấy. Mà cậu biết vì sao không? Bởi vì là mình đang làm cái việc về vấn đề tâm linh. Tâm linh mà sát sinh như thế thì bề trên người ta chả sát lộc rồi. Đấy, mình mà sát sinh thì các bề trên người ta chả sát lộc của mình đi à? Ừ, thằng này nói cũng có lý nhỉ. Đúng chưa? Ừ, mày nói chuẩn đấy. Này thằng con ơi, thế theo mày nhá, làm cách nào để mình hóa giải cái việc này? Có một cách sửa sai. Sửa sai thế nào? Nhá, là bây giờ nha này, bây giờ còn cái con ngan già ngoài vườn này kìa. Ờ. Ngày mai mang ra chợ thuê người ta thịt rồi mày về mình đánh chén. Cái này ý kiến hay. Hay tao đập cái đĩa vào mặt mày chứ hay à? Tao mà nghe mày thì tao lại ăn cứt gà sát à? Không, lần này là ăn cứt ngan. Này, tao nói. Con ngan đây là của bà Phương, bà Biếu. Còn Tết là tao cúng thay cho gà đấy nha. Con đùa đi. Con bà nó con đói quá. Ui, ui, đây rồi. Các anh chịu đình tinh rồi. Các anh cứu đời em với. Này, bỏ tay ra. Đây là chốn tâm linh nhá. Không có các anh. Anh Chiêm Minh Tinh ơi, anh cứu em với. Anh gì mà ai bỏ tay ra. Đây là cái chỗ tâm linh. Đây không có các thầy. À quên, không có các anh. Gọi là thầy cho nó trang trọng nghiêm túc. Mà có việc gì mà vào đây như kiểu ma đuổi thế ạ? Các anh ơi, các anh cứu đời em ơi, em khổ lắm. Có thằng nào nó ấy đúng không? Có thằng nào nó ấy không? Đây thằng. Không phải như thế. Sao? Chuyện là thế này. Là thế nào? Em hỏi các thầy nhá. Ừ. Các thầy, tóc em có dài không? Tóc dài. Da em có trắng không? Trắng. Mặt em có xinh không? Xinh. Điện nước em có đầy đủ không? Mày ồ cái gì đấy? Người ta hỏi mày không trả lời tử tế, mày để ồ. Em khổ lắm thầy ạ. Ồ gì đấy? Tao ở theo mày đấy. Để biết cái gì? Thôi. Có việc gì nói đi, thầy sẽ giúp. Ừ, ngồi xuống. Thế là thế, chuyện là thế nào? Đấy, em ngon như thế. Ê, thế mà thằng chồng em nó còn cam tâm, nó theo gái các thầy ạ. Em ơi, đi theo gái là tốt đấy. Người ta là đàn ông con trai, người ta phải ra ngoài, người ta phải giao tiếp với xã hội, có những cái mối quan hệ thì mới kiếm được tiền để mang về cho vợ con hả. Mình là vợ ở nhà thì mình phải chịu thiệt một tí đi. Sao lại thế? Cái thằng vớ vẩn. Mày là cái loại phi đạo đức. Người ta nhờ mày tư vấn, mày đi phá đám hạnh phúc nhà người ta. Nó đi theo gái thì mày phải hàn gắn vợ chồng người ta lại với nhau. Thế là mày lại muốn cho thằng chồng nó đi với bồ, còn vợ đi với bồ thì còn nói cái chuyện gì nữa. Okay. Tao là tao ghét nhất cái chuyện lẳng lơ mèo mả gà đồng này. Này, thì bảo thế này nhá, nếu như mà cái thằng chồng nó tệ bạc như thế thì cứ thỉnh thoảng đến đây pha trà uống nước với này thầy trò anh nhá. Tay làm cái gì đấy? Thì tao bắt mạch chứ tao làm gì. Thế đây mà là phòng khám à? Hả? Đây là cái chỗ tâm linh cơ mà. À ừ, tâm linh thì tao có làm gì đâu. Bỏ tay ra. Thầy đang bỏ tay em mà. Bỏ. Ủa chị cũng không cần.
Thế anh ấy cứ tưởng em giữ tay thầy cơ đấy. Ừ thế bây giờ chuyện nó là thế nào nhỉ? Từ nãy giờ nói gì anh chưa để ý mà. Đấy đấy đấy, mắt thì cứ dán rồi. Không chả để ý người ta nói cái gì. Người ta bảo là gắn kết tình cảm với người ta, gia đình người ta. Gắn kết. Thế nhưng mà lúc nãy em nói cái gì mà điện nước hay là thế nào? Điện nước thì bọn anh có làm về điện nước đâu. Bên anh có phải bên đập thủy điện đâu. Đấy, bọn anh chỉ làm về tâm linh thôi. À mà nhầm, mình là thầy mà nhỉ. Bọn thầy là về tâm linh. Thế nên làm về tâm linh thì anh sẽ giúp hết. Thì em có chuyện gì em cứ trình bày. Thôi. Hôm nay em đến đây là muốn nhờ hai thầy giúp em một việc hệ trọng thế này. Em nói đi, nói đi. Thầy trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Các thầy thử soi giúp em xem cái con bồ của chồng em. Nó mặt ngang mũi dọc, mắt mọc hai bên ra làm sao. Điện nước nó thế nào, nó có gầm cao máy thoáng bằng em không. Mặt nó có xinh bằng em không. Nhưng mà chồng em chết mê chết mệt. Tiên nhân bố nhà nó cái dây chuyền em đẹp nhỉ. Mắt thì cứ dán vào, chả để ý người ta, để ý người ta nói cái gì. Thế bây giờ người muốn tư vấn thì phải nhìn vào đấy thì mới biết để mà tư vấn cho người ta, giúp cho người ta chứ. Giúp thì phải nghe người ta nói chứ, mắt cứ dán vào thế. Mày không cho tao nhìn bằng mắt thì tao nghe bằng tai thì tâm sự tiếp đi. Thế làm sao mà biết là chồng có bồ? Thực ra thì em cũng bằng kinh nghiệm và sự nhạy cảm của người phụ nữ thôi. Rồi, kinh nghiệm thế nào em nói đi xem nào. Chả là từ ngày 6 tháng 1 năm mới khai xuân. Ê thế mà nó om em một phát đến ngày 24 tháng chạp nó mới tất niên em một phát. Thế thì người nào mà chịu được? Này này, thằng đấy chứng tỏ là thằng này là hiểu biết đấy nhá. Thằng này là lễ nghi phép tắc là tốt, cho nên là nó mới làm lễ là khai xuân vào mồng 6 tháng giêng, mà cái lễ tất niên nó là 24 tháng chạp. Thế là thằng này là giỏi rồi. Đấy biết ngay mà, cứ dán mắt vào có biết gì đâu, cứ nói ăn nói lên tha lên duyên. Người ta đang nói là nói về cái vấn đề là vấn đề gì, cái chuyện vợ chồng chứ không phải là ăn uống cái gì đâu đây. Cái thằng này chứng tỏ là thằng này chả ra gì. Như thế này mà cái thằng này đúng là vớ vẩn nhé. Vớ vẩn ba lằng nhằng thôi được rồi. Thế nhá, nếu như giả sử cái thằng đấy mà nó không ra gì nhá, thì nhờ anh, quên nhờ thầy, thầy giúp cho em trọn vẹn luôn, thoải mái vô tư. Cậu qua đây mà. Cái gì? Con thấy là cái ca này là cậu không tập trung đâu nhé. Cậu lên thuyên nhiều lắm đấy. Lên thuyên cái gì? Tao thì cái nghề của tao thì mày cứ phải dậy đi. Thôi con là cháu cậu lạ gì. Cứ thấy gái đẹp là mắt sáng rực lên. Cái ca này cậu phải con sẽ giải quyết cho. Mày biết cái gì? Tao đã dạy nghề cho mày về tâm linh đâu mà mày đòi làm cái việc này. Cái ca này không cần phải kinh nghiệm, không cần phải dạy dỗ gì cả. Mà nó phải là kinh nghiệm thực tế. Mà thực tế thì cái ca này con gặp rồi. Hồi ở quê là con giải quyết rồi, thành công mỹ mãn luôn. Nhá. Hay là mày để tao khổ quá. Mày muốn có tiền không? Hả? Có tiền hả? Đang nói thối mồm đây này. Tiền thì ai chả biết. Đi vào, để con giải quyết nhá. Mày giải quyết nhá. Rồi. Nhớ là phải móc được tiền đấy. Rồi. Mày. Nô nhằn. Tí tuổi danh mà. Thầy đây này, nhá. Chưa thèm nói thì thôi. Còn em? Dạ. Sang đây. Đi sang đây. Dạ. Thế thì chăm sự em nhờ thầy, thầy giúp em với ạ. Nào. Không thầy nhé. Anh. Sao lại anh ạ? Chính mồm thầy lúc nãy vừa mới bắt em sửa từ anh sang thầy cơ mà. Không, khổ quá, lúc đấy là do có thằng đệ tử của anh nó ngồi ở đây. Hiểu không? Anh cũng muốn làm hư nó, nên là anh bắt mình phải xưng hô thầy cho nó lịch sự. Thế ạ? Chứ còn anh nhìn còn trẻ tuổi thế này thì thầy bà cái gì. Mà nói về cái thằng này anh thương nó lắm em ạ. Thằng này là anh móc nó từ quê lên. Trông nó cứ già già thế thôi nhưng mà trẻ măng có mười mấy thôi. Cơm ăn chỉ có nuôi dâu thôi. Mà cái thằng này là nó bị bệnh tâm thần phân liệt. Nó ảo lắm, nó cứ tưởng nó là thầy của anh ấy. Mình thương nó mình chả thèm chấp. Thôi thì vào cái việc chính của em đi. Lúc đấy là anh ngồi đây là anh nghe hết cái câu chuyện của em rồi. Anh rất cảm thông với cái nỗi niềm của em, đúng không? Cái thằng chồng của em như thế là không được. Ai đời thủa mà vợ một đống như thế này mà lại còn đi bồ đi bịch. Không phải tay anh thì cơ mà. 365 ngày anh nhân đôi luôn. Thôi, thế chăm sự thầy giúp em với ạ. Giúp thầy cái gì đấy? Thầy cũng giúp. Dạ, thế chăm sự anh giúp em. Thế gì đấy? Anh bảo nhá, bây giờ mình phải... Cái gì nữa? Ừ.
cái mùi gì nhỉ? Anh ơi, nhà vệ sinh ở đâu ạ? Duyên quá. Đây đằng này. Ơi, cứu 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 em với. Thầy ơi, cứu em với. Cái gì? Nhà em. Này, bình tĩnh này, ông đang ở đâu? Ông sọc vào đây ông ăn trộm mất cướp đấy. Ôi thầy ơi, chăm sự giờ thầy cứu em với ạ. Cứu cái gì? Nhà em sao? Cháy nhà. Không phải là cháy nhà. Bình ga nổ à? Cũng không phải là bình ga bị nổ đâu, mà là còn quan trọng hơn thế nữa cơ đấy ạ. Chuyện gì? Dạ, còn vợ em. Vợ chết à? Bảo nhá, đây chỗ này là chỗ tâm linh, chỉ có xem bói thôi, chứ không có ma chay hiếu hỉ gì đâu. Thầy ơi, con vợ em còn sống nhăn răng ra kìa. Chết đâu mà chết. Thế vợ sống thì đến đây này. Ui dồi ôi, con vợ em, thầy ơi, nó cặp bồ. Cặp bồ á? Dạ vâng. Sao biết? Em kể cho thầy câu chuyện như thế này nhá. Có đúng là nó cặp bồ không? Cứ vào những đêm trăng sáng, những cơn gió đang thổi rì rào làm những tàu lá chạm vào nhau xoẹt xoẹt, có một bóng đen đi từ ngoài sân tiến vào cửa nhà em, rồi bóng đen đó tiến dần, nó đứng ở đầu giường của em, nó cầm cái dao ở đầu giường em như thế này. Xong nhào nữa? Rồi con vợ em nó vén màn ra. Làm gì nữa? Nó đi toilet. Toilet xong nhào? Thì em tỉnh dậy. Hóa ra là cậu mơ à? Thì em ngủ mơ còn gì nữa. Dở hơi à? Tưởng là cái chuyện gì thế, nãy giờ tôi cứ há mồm mà tôi nghe cậu kể là xem như nào, hóa ra là cậu kể chuyện ma. Đang hỏi là cái vợ cặp bồ thì lý do là bồ vợ như thế nào thì tự nhiên nói cái chuyện ma làm cái gì? Thì đấy là cái câu chuyện em kể để vào đề. Ông rảnh quá đấy. Đây là một câu chuyện rất quan trọng này, em nói với thầy luôn này. Con chuyện nào được không? Bây giờ em hỏi thầy nhá. Em là cái thằng chuyên môn là siêu tầm giày. Tầm khoảng 93 đôi. 93 đôi. Các kiểu luôn. Rồi sao nữa? Một hôm thì em tự dưng em thấy mất một đôi giày. Em nghi ngay là con vợ em là nó đi nó cho một thằng. Hôm sau em thấy nó mất 5 đôi. Em lại nghĩ ngay là chắc chắn 100% là con vợ em là nó sẽ đi là nó dại dai. Nó tặng cho cái 5 thằng nào đấy. Đấy. Thì em hỏi thầy đấy có phải là cặp bồ không? Không, như thế thì chưa chắc nữa. Giày mất liên quan thì chả có lý do gì bảo. Nhưng mà thầy ơi, ngày hôm sau em thấy một thằng xách 5 đôi giày vào. Thằng bồ đúng không? Hay nhỉ? Thì là thằng bồ nhưng nó làm đánh giày. Nó cặp bồ với cả thằng đánh giày đấy. Sao lại cặp bồ với đánh giày? Chứ còn gì nữa, thì bây giờ nó tự dưng bây giờ nó lại cho cái thằng kia đánh 5 đôi giày của em. Ôi giời ơi. Thế mà cậu cũng nói được. Thế mà bảo là vợ cặp bồ. Đấy là vợ cậu yêu cậu, quan tâm cậu, hiểu không? Thầy thấy giày cậu bẩn nên là cậu vợ cậu mang giày đi đánh. Thầy không biết thì thầy ngồi im. Đúng rồi nhá, cứ coi là nó không cặp bồ với thằng đánh giày đi. Mà thôi, ông nói tôi chóng hết cả mặt, ông ngồi xuống đi. Thế bây giờ thế này. Làm sao? Vậy em ngồi em kể cho thầy nghe. Mà này, thôi từ nãy giờ tôi nghe cậu mệt lắm rồi nhá. Biết cậu có một cái chuyện gì hay là một cái bằng chứng gì rõ ràng thì hãy kể ra nhá. Có ngay. Cái này mới chuẩn này. Bây giờ con vợ em hay dạo này là nó rất là hay trang điểm. Tóc tai mượt, da trắng nõn ra. Đấy. Mà da nó trắng, người nó ớ nha như thế. Nó cứ đi ra đường nó bán bưởi. Bán bưởi? Vâng. Tốt quá. Thế là chị nhà có ý thức làm giàu đấy. Giời ơi. Mà này, thế thì có bán lẻ không nào để tôi 1-2 quả tôi thắp hương ấy. Ôi giời ơi, thầy ơi là thầy. Đấy là em ví von. Chứ nó là cái... Đấy. Thế là nói tẹt ra xong. Thì em hỏi thầy nhé. Như thế thì không gọi là cặp bồ là cái gì? Cũng có lý nhỉ. Nhưng mà về nhà thì như nào? Ở ngoài thì nó hơ ra. Về nhà nó lại kín cổng cao tường. Đấy. Mà cứ chạm vào nó lại giật lùi. Tối đi ngủ thì nó cứ như là chồng là hủi ấy. Thế à? Dịch, em tự ái luôn. Thế. Đấy. Đúng. Mà em hỏi thầy này, em đến nỗi nào đâu, đúng không? Đúng. Em khỏe mạnh như này. Đấy. Đến nỗi nào đâu, đúng không? Đúng rồi. Ngày nào cũng tập thể dục. Đấy thế mà mùng 6 tháng giêng nó cho em khai xuân cả. Thế mà nó om em một phát cho đến là 24 tháng chạp. Nó mới cho làm cái lễ tất niên. Em hỏi thầy, những cái ngày còn lại đấy thì nó làm cái gì? Nó đi đâu? Đúng. Hả? Thế để đúng là đúng là nghi vấn thật đấy. Nhưng mà cái sau cái trường hợp của cậu tôi thấy nó ná là cái vụ nào? Chính vì là như thế, em biết chỗ này là cái chỗ linh thiêng mà ở đây là các thầy giỏi lắm.
Ê thầy ơi, thôi con chăm sự con nhờ thầy. Thầy làm cách gì thì làm để tìm được ra cái thằng bổ con vợ con. Thầy thì con không thể chịu được. Rồi rồi, bình tĩnh. Bao nhiêu tiền con cũng chi cho thầy. Bình tĩnh, tiền nong là chuyện nhỏ. Dạ vâng ạ. Đến đây là đúng người đúng việc rồi nhá. Thầy nghĩ cách gì? Bây giờ nhá, tôi bảo này. Dạ. Là thầy sẽ phải... Em xong rồi ạ. Xong rồi đấy à? Ô, anh đến đây làm gì? Tại sao cô lại đến đây? Này nhá, tôi hỏi anh đến đây làm gì trước cơ mà. Cô đến đây làm gì mà lại ở trong nhà vệ sinh đi ra hả? Anh mà không gặp bồ thì việc gì tôi phải đến đây hả? À, thì nếu mà tôi mà không đến cái chỗ tâm linh này thì làm sao mà tôi lại biết cô gặp bồ hả? Này, anh đã trai trên gái dưới rồi, anh còn đặt điều cho người khác nhé. Xong anh thì còn đến tìm thầy để làm bồ làm bà. Cô đừng có giả mồm. Tôi chết đi để anh đi lấy bồ anh đúng không? Đây là con vợ em. À vợ đấy à? Đây là thằng chồng. À, nó là chồng em. À, ông bảo sao? Thôi được rồi đấy, có cả thầy luôn nhá, còn lại có chồng nó bảo là thằng chồng. Đấy, nói chung là bây giờ thế này, tôi không chịu được cô nữa. Ừ, đã thế nhá, giải tán luôn, lấy đất cần. Được rồi, nhá. Đấy, thầy thì nhìn thấy không? À? Nó thì lúc nào nó cũng hừng hực lên như thế này, ăn mặc như thế này ra đường, ai mà chịu được à thầy? Ơ cái thầy. Đấy, mà thầy thấy không? Nó như thế mà về nhà chồng cứ động bảo là nó rể ra. Đấy, mà nhân tiện đây, mà tôi nói cho cô biết nhá. Phải giải tán, tôi không ở với cô nữa. Đã thế nhá, giải tán luôn đấy, đất cần. Ôi thầy bình tĩnh, đây. Bình tĩnh. Có thầy ở đây. Ừ sao? Mà dáng rất là đống quan tòa luôn. Hả? Thầy, giải quyết luôn cho em cái vụ ly hôn này. Ờ, thật ra thì mình chưa qua cái nghiệp vụ về quan tòa. Thế nhưng mà... Chưa qua quan tòa, thầy cứ ly hôn cho vợ chồng em. Ôi thế là nhất quyết à? Nhất quyết. Ừ, thế thôi, mình mạnh dạn nhá. Mời hai vợ chồng ngồi xuống. Ngồi xuống. Thôi bình tĩnh. Bây giờ tôi hỏi cô vợ trước nhá. Thế lý do vì sao mà lại muốn chia tay chồng? Em nói thật với thầy, em cũng chả thích gì cái chuyện vợ chồng bỏ nhau đâu. À. Thế nhưng mà lão đi uống rượu say về, xong rồi lão cứ chổng mông lên gáy khò khò, xong rồi lão chả đối hoài gì đến em cả. À. Vợ nào chả thế, ai mà chả thích chồng mình đường mật. Thế rồi lão cũng chả bao giờ lão nói được với em một lời nào tử tế. À, tức là giận là vì chồng như thế, còn thực ra là vẫn yêu đúng không? Dạ, thì thực ra là em vẫn yêu nó. Thế còn anh? Thế lý do vì sao lại muốn chia tay vợ? Thì thầy, em vẫn yêu vợ em. Chẳng qua là mỗi khi đi làm về áp lực công việc, về nhìn thấy vợ cứ giận dạn, giận dỗi. Cho nên là em cũng phải dỗi theo. À, chứ thật ra là vẫn yêu vợ đúng không? Em cũng yêu vợ em lắm ạ. Ô, thế là hai vợ chồng vẫn yêu nhau à? Vâng ạ. Dạ, vâng ạ. Úi giời, thế thì còn ngồi đây làm gì nữa? Nắm tay nhau mà về đi. Ổn ổn ổn, văn phòng thế này là được đấy. Ôi trời ơi. Ôi cậu à? Ừ, Sát à? Vâng, thế thôi cậu chưa cơm nước gì à? Con đói quá. Cơm nước gì? Sắp Tết thì mày cứ đòi ăn suốt đi, tập trung mà làm việc đi. Thế bây giờ có việc gì mà làm đâu cậu? Ừ, này, thế hôm nay mày đi chợ ở Tết đúng không? Vâng. À, thế đi chợ thì nắm rõ tình hình chợ búa không hả con? Giá mì tôm bao nhiêu? Mì tôm nhỉ? Ừ. 10.000 một gói. Cái gì? 10.000 một gói á? Đắt thế cả? Thế thôi. Mày nhìn cậu ăn thôi chứ mày đừng có ăn. Cậu cháu với nhau, cậu lại để con nhịn đói là thế nào? Thì giá 10.000 một gói thì nó đắt thì thế ăn làm sao được. Ôi giời, cậu buồn cười thật. Thế được rồi, mày cứ nghe theo cậu thì cái gì cũng có. Thích ăn phở không? Cậu chả cho ăn đòi phở. Phở gà nó là món khoái khẩu của con đấy. Còn nói cậu nhá, à. Con thích nhất là ăn phở sốt vang đấy nhá. Thích phở sốt vang thì kèm thêm quả hai trứng thì được rồi. Ở Nhật mày mà thích nhá, dạ. Ngoan mà nghe theo cậu nhá, dạ. Cậu cho hẳn mày 4 trứng chứ không phải 2 trứng đâu. Có 4 trứng luôn, 4 trứng luôn. Thế thì cậu cứ nói đi con nghe luôn. Ừ, thế này nhá, dạ. Miễn là anh phải nghe theo tôi. Dạ vâng. À, anh biết rồi đấy. Tôi là nghề chính của tôi, gia truyền nhà tôi là làm phải lan. Dạ vâng ạ. Đấy. Thế nhưng mà khách khứa nó đến ồ ạt quá, dạ. Tôi cũng chán. Chớ là không có khách. Ừ, bây giờ là sắp đến mùa xuân rồi. Người ta đi lễ, đi lãi, đi chơi, đi bời. Tôi phải nắm được cái xu thế đấy. Cho nên là cậu sẽ chuyển sang là làm cái nghề chiêm linh tinh con ạ. Tôi đón lắm khách. Tết là đi lễ, đi lãi là về tôi. Cậu ơi, con là con theo cậu là con chỉ biết bốc thuốc thôi. Thế bây giờ mà cậu chuyển ra cái nghề chiêm linh tinh như thế kia thì con biết làm cái gì? Ý giời, việc gì phải lo, mày đã là đệ của cậu rồi nhá. Dạ. Thì cậu xuống núi thì mày cùng xuống núi. Dạ. Cậu lên vực thì mày cũng lên vực. Đấy. Tức là như thế này, cậu đã là nhà chim linh tinh rồi. Dạ. Cậu phải nghĩ cho mày một cái gì đấy để mày xứng đáng làm ca của cậu.
phối hợp với cậu ăn ý. Vâng vâng vâng. Đúng rồi. Cái này hay này. Sao? Cái này nó mới khác mọi người. Dạ. Ở ngoài nhá, ở ngoài vũ trụ ấy thì nó có kim mộc thủy hỏa thổ. Dạ. Thế nhưng mà riêng mình mở nó phải khác hẳn đi. Dạ. Chiêm linh tinh mà. Nó gọi khác bọt đấy nhá. Cho nên là mình phải là kim mộc thủy hỏa thổ tả. Tức là mình khác người ta là mình có thêm chữ tả đúng không ạ? Đúng rồi. Vào gặp mình là vào gặp thổ tả đúng không? Tức là làm như thế thì nó phải khác đi, mà khác đi thì mày phải là khác người. À vâng vâng. Con thế phải khác người. Khác người ạ? Ừ. Ôi thế thì bây giờ con đang là người đấy, cậu lại bảo con muốn làm vật à? Không phải. Tức là cậu sẽ biến mày thành là một cái người ngoài hành tinh đi. Ngoài hành tinh? Ừ, chứ không phải trong cái hành tinh này. Ngoài hành tinh tức là nó hơn cái người trong hành tinh đúng không ạ? Đúng rồi. À tức là con hơn cậu đúng không ạ? Được, mày hơn tao được. À, vâng. Mà muốn giải thích cho mọi người hiểu được thì nôm na là coi như là mày đi bằng cái phương tiện nó là cái gì nhỉ? Cái đĩa bay. Đấy, đĩa bay sau đó là nó bị thủng xăm. Rơi ở một chỗ nào đấy. Cậu ra cậu nhìn thấy mày, cậu bắt mày về đây. Đấy, và mày sẽ làm cố vấn tâm linh cho cậu. Nói là rồi, con còn nghe cậu nói là con rất sướng. Ai đấy, ai đúng không, ai không? Nhưng mà con vẫn chưa hiểu lắm. Bây giờ cậu nói kỹ lại thôi. Tức là con sẽ là người ngoài hành tinh. Hiểu chưa? Ừ. Thế thì cậu xem bói này, cậu lễ bái này, cậu làm cái gì cho họ này, thì cậu không hiểu thì cậu chuyển cho con. Con lại chuyển tới cái trung tâm NASA. Sau đó từ trung tâm NASA con nhận dữ liệu lại chuyển lại cho cậu. Cậu sẽ phán, cậu sẽ nói cho người ta và người ta tin cậu, lúc đấy là cậu con mình có tiền. Cậu à, con là chỉ nghe đến cái loại NASA mới là NASA chứ còn NASA là giống như chưa nghe bao giờ. Ôi giời ơi, cái NASA này nó còn gấp tỷ lần NASA NASA. Cái này tức là cái hành tinh đấy là nó chuyên trồng na à nhỉ? Thì đương nhiên rồi, nó có nghe tên NASA, tức là nó trồng na ở nơi rất xa. Đấy. Nó có cả đi được về nơi xa lắm đấy. À, vâng. Đấy. Tức là thế này nhá. À, khi mà con đã là người ngoài hành tinh rồi, mày phải biết bay, vì đi bằng đi bay mà. Đấy, người ngoài hành tinh là phải khác với bình thường. Đến đây mày phải tập ngay cái khác cái bình thường. Đĩa bay tức là như này gì đây, cầm cái đĩa xong lại cứ bay như này gì? Không phải bay, đĩa bay nó là một cái gì nhỉ? Nó là một cái gì to lắm. À. Hiểu chưa? Tức là tóm lại là mày đến đây bằng cái đĩa bay. Ờ, thì cậu ấy thế ngoài cái đĩa bay ra thì còn có mâm bay hay là bát bay chứ? Ôi trời ơi, đang cái lúc Tết này ấy, bát bay mâm bay ăn thua gì, nó có cả dao bay, nồi niêu xong chảo bay cơ. Chồng đi uống rượu say về là bay tất. Đấy, cũng nói tóm lại thì mình là khi mà khác bình thường như vậy. Đấy, con hiểu chưa? Còn việc này rất quan trọng, mày phải có một cái tên, mày phải có cái nickname. Rồi mai kia nhá, cậu còn xem online qua mạng, mày lập một cái Facebook ra đúng không? Thì mày phải có cái tên là Cuốn Da Sòn. Người ngoài tâm là người khác còn đúng không? Tên của mày sẽ là Cuốn Da Sòn. Thế mày chồng mặt sang bên này cậu xem. Đây. Lật mặt sang bên này. À, ổn rồi. Cậu nhìn thế này là cậu đã biết cách rồi. Riêng con nhá, cậu chỉ có phẫu thuật cho mày 3 đường thôi. À. Mày sẽ thành một người ngoài hành tinh ngay. Vì miếng cơm manh áo là cái kiểu gì con chơi hết. Cậu hóa thành cái gì cũng được. Thế là mày phối hợp với cậu nhá. Dạ vâng ạ. Được rồi, đây, sẵn mực tàu cậu sẽ trang điểm cho mày. À, dạ vâng. Xuân ơi xuân xuân sắp về, không có khách nào đi vào đang ngó. Xuân ơi xuân xuân sắp về, không có khách nào nên món vàng ra. Xuân ơi xuân xuân đã về, chả có khách nào chán. Thưa là ông. Mày gọi ai là ông? Gọi ông Tà Tông cho một cái bây giờ. Mày gọi là bác là tao xé xác mày ngay đấy. Thế cháu là chú ạ. Ờ, gọi tao là chú tao sẽ bóp. Gọi là anh à. Gọi là anh thì banh cái mảnh vào đấy. Cho em hỏi, đây có phải là trung tâm chiêm linh tinh không ạ? Mày bị lòi pha à? Mày không nhìn thấy cái chiếc chiêm linh tinh tao gì to đùng ở đây à? Em nhìn thấy rồi em mới hỏi. Mày hỏi xin mày hỏi nữa đây. Thế ở đây ai thầy ạ? It's me. It's me là gì ạ? Chính là tao. Thế thì là tao ạ? Con này, tao thế nhỉ? Tao là thầy của trung tâm này. Thầy ạ. Sit down một ít. Thế ngồi đây, em thích xem gì? Em xem Đường Tình Duyên ạ. Đường Tình Duyên mà gặp anh nhé. Xin lỗi anh nhé. Em gặp phải cướp rồi. Gặp thầy đơn giản, Tình Duyên chứ còn tình. Mùi chuột chết ở đâu nhỉ?
khắm thế. Riêng xem tình duyên là gặp anh thì đơn giản ngay. Anh là chuyên về cái khoa đấy đấy. Chiêm linh tinh này hơi bị nổi tiếng đấy nha. Thế bây giờ anh nói cho em biết thế này. Em mà xem về tình duyên thế thì em bị thất tình hay em bị làm sao? Nó trắc trở. Trắc trở như nào cụ thể đi. Thì yêu xong rồi đến cuối chúng nó cứ dở quẻ các kiểu ra. À, thế là trường hợp của em là cái trường hợp là giống như bao cô gái khác rồi. Nó gây tê rồi bỏ trốn đúng không? Nó yêu em rồi. Sau đó là nó bị chia tay hoàng hôn. Gần chung kết là ra đám đúng không? Vâng ạ. À, thế thì chắc chắn có vấn đề rồi. Có vấn đề gì ạ? Chắc chắn em phải có vấn đề rồi. Em đi làm gì có vấn đề gì ạ? Không, cái vấn đề đây là tức nôm na thì em thì ấy đấy, cũng trắng trẻo đấy. Đẹp đẽ, mịn màng. Tức là cái này là quy ra thóc là cũng ối đấy. Thế nhưng mà vấn đề là thế này em ạ. Đàn ông ấy là người ta sợ nhất cái kiểu mà bị vô... Vô gì ạ? Tức là nôm na là nếu vô duyên ấy thì là người ta không thích. Đấy. Thế làm sao nếu vô duyên được? Thế phải làm cái cách là phải thầy sẽ phải làm một cái lá bùa, làm một cái lá sớ để làm sao chữa cái bệnh vô duyên của em. Tức là như thế này nhá. Bây giờ để một ngày nhá, em phải đến đây để thầy làm cái bùa. Ôi giời, cái gì này? Bỏ tay ra. Không thể rồi. Cậu ngần này tuổi đầu mà cậu đổ đốn cậu trụy lạc như thế hả? Không phải. Tôi theo cậu bao nhiêu năm mà bây giờ đến cậu lại như thế này à? Không. Tôi nói cho cậu biết nha, cậu là cậu có cô mít rồi, hả? Cậu yêu cô rồi, sao bây giờ cậu lại dẫn gái về đây, hả? Mà cái chỗ linh thiêng nó như thế này mà cậu lại định mây mưa, cậu định xoạc ở đây ăn cho. Tôi nói cho cô biết nhá, đây là hoa đã có chủ nhá, cô đừng có đến đây để ve vãn vớ va vớ vẩn nhá, anh im đi, nhá. Tôi nói cho cô biết, đi về. Biết không cho mình biết. Ha, không phải. Cái thằng này. Thằng cái gì? Chưa chán. Anh đã thỏa mãn chưa? Thỏa mãn cái gì đang bực lên? Anh chửi thế sung sướng nhá. Sướng cái gì? Thế bây giờ còn thích ăn phở không? Phở thì ai chả thích. Mày thích phở mày đuổi đi rồi đấy. Hả? Người ta đến đây xem này đuổi người ta đi. Ôi thế đấy là khách à? Nó là khách. Sao khách gì mà thấy cứ ngồi là ve vãn nhau rồi cầm tay là như thế nào? Hay 9 người làm thầy bói thì 9 thằng nó phải có mưu mẹo của nó. Nó phải vuốt ve, nó phải lẳng lơ thì khách nó mới lại tin. Mà người ta đã tin nó lú rồi thì nó mới lòi tiền ra cho. Thế tóm lại đấy là khách à? Nó là khách chứ là tôi ai? Bỏ mẹ để con đuổi theo. Thôi, ngồi đây. Mày đuổi làm sao được theo nó? Chân nó dài tới cổ mày đuổi tới nó về tới nhà rồi. Vừa mở hàng ra có tí khách thì đuổi nó đi. Khổ quá, con có biết đâu, con vào con nhìn thấy cảnh tượng đấy đâu. Con ức chế. Mày phải biết rằng là cậu mày chay tịnh. Từ xưa đến nay tao có làm cái gì đâu hả? À vâng, cậu thì chay tịnh rồi. Chứ còn gì nữa, vẫn còn orazin đây này. Đó là cái thứ gì mà tao động vào. Mày mà cứ như thế này tao nói thật nhá, Tết này chỉ có hút nước ship thôi mà. Chán chẳng muốn nói. Cậu ơi đây có phải là chỗ xem về tử vi chim linh tinh không ạ? Chim linh tinh ơi. Đấy, chim linh tinh trung tâm. Dạ vâng. Trung tâm lớn nhất ở đây. Dạ, cho tôi gặp thầy ạ. Thầy ạ? Vâng. Đây có hai thầy. Đấy, đây thì là thầy cấp cao, còn đây là thầy cấp cao cực kỳ. Cho gặp thầy cấp cao cực kỳ. À, đây có thầy cấp cao cực kỳ. Nhưng mà đây là thầy cấp cao cực kỳ. Thế là hai mẹ con đến đây có việc gì? Dạ, báo cáo với hai thầy ạ. À, chúng em đến đây để xem vấn đề về con cái. Biết ngay. Nhìn thế này là biết xem về con cái rồi. Không cải trình bày, tôi nhìn mặt thằng này là nghịch cơn quỷ. Bây giờ để tôi hỏi người rời ngay. Người rời. Xin là con là bật hát thế. Con là con sở quân ha. Cáp nào na. Tức là người rời đang nói. Thằng này chửi nhiều quá cho nên là sẽ bị chỉ đấy. Có phải đúng không nhỉ?
không phải không ai. Người rời nói là thằng này là cái loại là gọi là từ trên trời rơi xuống đất mà từ dưới đất lộn phộc lên rồi. Phải là sách rời rơi xuống không đơn giản đâu. Đấy, thằng này không phải bình thường, tôi nhìn tôi biết thầy rồi. Ơi, thầy mà. Cái gì mày để đấy tao nói. Mày đến mày nhờ tao thì mày phải tôn trọng tao là chủ nhà chứ. Để đấy để hỏi tiếp. Tiếp chất cơ thưa người trời là bây giờ người trời phán tiếp xem là mẹ con nó như thế nào. Người trời nghe qua người giày nói tôi biết ngay mà. Bà là có cái số gọi là vất vả, không giống như những người phụ nữ khác. Bà ấy là bà mang thai, thằng này đã vất vả rồi, nhưng khi đẻ ra là không có mẹ tròn con vuông, hiểu chưa? Bà ấy không có mẹ tròn con vuông, thằng này thì bé còn bà thì to, đúng không? Đấy, ngày ngày phán tiếp đi. Cứ để đây thì ngày phán đấy tôi biết. Nói tiếp đi. Cặp banana. Phán xem para cái tay. Tức là riêng Z như thế này. Là mà giang lạc ăn thì là hết ý. đây. Tức là đây. Người rời viết vào đây. Người rời viết vào. Viết. Viết. Ui nó làm cái gì thế thầy ơi? Mày gọi ai là nó? Việc mày à? Danh con này. Gọi là ngại. Nhưng mà nó không tháo nắp bút kìa. Mày bị hâm à? Người ta viết chữ âm thì cần gì phải tháo nắp bút. Nhà. Thôi không píu nữa. Cái này là người rời phán. Dạ. Nhưng mà phán bằng cái sóng âm. Đây là hiện chữ này, là lúc nãy làm gì có chữ đâu, đúng không? Vậy là tao đọc nha. Hồng liêu đăng thân a tỉnh a vô nhà ma kích a tết a đỉnh ba kinh a danh a chi chi gần a bàng quang. Trái cho bên phải a bỏng đai a. Cái sớm này là thầy, tức là người rời có nói rằng muốn cho cái thằng nghịch tử này nó hết nghịch, nó không còn chơi bời nữa, để cho gia đình hạnh phúc thì phải làm một cái đàn lễ thật to ấy. Mà đương nhiên là cái đàn lễ này là phải đầy đủ, chi phí phải mạnh vào thì thằng này nó hết nghịch ngay. Ôi dồi, nhưng mà thầy ơi, mình để im cho tôi nói. Thôi mình nói thầy ơi, đây là vợ của em. Còn em là chồng của bà này. Dạ vâng ạ. Thì không phải là mẹ con như là thầy nói đâu ạ. Quái, con đã bảo con nhìn vào cái là biết ngay là vợ chồng rồi mà. Ngoài hành tinh. Tôi biết ngay mà này. Tao là tao biết ngay, tao nhìn là tao biết hai vợ chồng rồi. Cái này làm sao mà hai mẹ con được? Chẳng qua là tao thử phản ứng thôi. Chứ còn vợ đã cao to, chồng cũng không kém cạnh gì. Công nhận đi với nhau hợp hề. Nhìn rất hợp nha. Thế mày hai vợ chồng đúng không? Dạ. Tao biết thử rồi. Chẳng qua là tao thử thần kinh chúng mày thôi. Thằng thầy nào chả thử. Thế bây giờ thế này nhá. Dạ. Thế hai vợ chồng đúng không? Dạ. Thế thì trình bày hoàn cảnh, lý do để thầy sẽ chữa cho. Đảm bảo là tuyệt vời luôn. Đấy, thích về tâm linh thầy chữa tâm linh. Đấy. Dạ. Thế nào nói luôn đây. Dạ, hôm nay em đến đây nhờ thầy xem là yểm cho nhà em như thế nào chứ. Cứ tắt điện một phát là em quay sang sở chả thấy đâu cả. Hai đồng nó dính tịt vào nhau. Sắp như thế này là ổn rồi, ngày đẹp. Long Vân Khanh Hội rồi, tuyệt vời. Khamana thai thi long cắt thi ta thong. Khamana nọt này, NASA. Có cái tên là NASA. Ok. Để chút nha. Nói con này đây, hai đứa này nó muốn có con. Nha. Tôi phải nhờ hẳn người rời nhá. Đi về trên trung tâm NASA. Để họ dịch ra bốc thuốc cho hai vợ chồng nhà ngươi đấy. Để làm sao cho mà hai vợ chồng có con. Đấy. Thì cái việc đấy đã đến thầy là thầy giúp cho toàn bộ chứ có phải đơn. Mà này, tôi nhìn cô rất quen nhá. Quen là đúng à, bởi vì là con đã đến cửa thầy rồi. Lần trước là con đến nhờ thầy là kê đơn bốc thuốc cho con đẻ sinh cháu vào đúng 12 giờ đêm lúc giao thừa đấy ạ. Thầy còn nhớ không? Tôi nhận ra rồi. Dạ. Chị là ai nhỉ? Đấy, chị cho con uống nhầm thuốc cái. Rồi, nhớ. Vâng. Nhớ là hôm tôi đưa uống thuốc sổ đúng không? Vâng. Đúng rồi, hôm đấy là cô đến đấy là tôi đang bốc thuốc cho cô.
cô nhờ tôi là làm sao để cho cô đẻ con đúng vào 12 giờ đêm. Vâng. Đúng đêm 30 Tết đúng không? Vâng ạ. À, nhưng mà lúc cái là có thai đúng không? Vâng. Lúc có thai. Lúc cái là có con rồi. Sao hôm nay đến đây này sinh con? Khổ thì đấy, số em là rất là chuyên chuyên lận đận. Cái lần đến thai đấy là của chồng đâu. À. Sau đấy còn vài đận nữa. À, cái cô là gọi là phim dài tập ấy. Dạ, vâng, giống như kiểu cô dâu 8 tuổi đấy, đấy, đấy phụ nữ mà 5-7 đời chồng bình thường. Dạ, chưa vâng có gì căng thẳng cả. Đấy, tôi đã nhờ người rời hết rồi nhá. Yên tập luôn nhá. À mà thầy ơi, tôi thấy cái ngài mà người rời này con thấy nó quen. Lần trước đến hình như là con là đệ tử của thầy, thế mà sao bây giờ lại thăng tiến nhanh thế, đã là người rời rồi cơ à? Gọi là ngài đấy, trước nó là cháu tôi nhưng bây giờ tôi vẫn phải gọi nó là ngài. Bởi vì sao? Bình thường là tôi có biết về cái tâm linh này đâu, tôi không biết một tí về chiêm tinh cả. Vâng. Thế nhưng mà tất cả là tôi phải nhờ ông đấy. Trước kia là tôi làm thuốc thì cô biết rồi. Vâng. Đúng không? Thế nhưng mà vào một ngày đẹp trời, mưa gió bão bùng, có chăng có sao? Có chăng có sao đẹp trời, mưa gió bão bùng là như thầy nói con khó hiểu quá. Thì thế nó mới kỳ lạ chứ. Con đẹp trời mà trăng sáng này nữa còn nói làm gì? Đẹp trời mưa gió bão bùng có chăng có sao? Đấy. Mưa gió thì nổ ra sấm sét oanh oanh. Có một cơn lũ, à không phải, có một cơn lốc rất là kinh. Cái vòi rồng ấy cuốn thằng cháu tôi nó đi một tháng trời. Tôi tưởng mất tích rồi. Úi giời ơi. Đúng một tháng sau, vào ngày mùng 1, cơn lũ đưa nó về đây. Nhưng mà nó về không phải bình thường nha. Từ lúc đưa nó về đây là cái biểu hiện của nó khác lắm. Tức là nó khác người bình thường. Nó rất khó hiểu nhưng mà nó nói đâu chung đó. Mà nó làm cái gì, chuẩn cái đấy. Nó phán cái gì, nét luôn. Thế ạ? Thế là có một bà bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện thả ra bãi tha ma chào đón. Thế là nó bảo là kiểu gì bà này trong một tháng cũng chết, hai ngày sau bà lên đường. Ê, chuẩn không? Chuẩn thế. Tôi vẫn chưa tin, thì tôi này kiểm nghiệm một phát nữa. Thế là nó xui tôi số đề. Hôm đầu tiên nó xui tôi đánh đề, tôi hoành phát trúng luôn. Ôi dồi ôi, một lỗ trúng luôn. Trúng luôn. Hôm thứ hai nó xui tôi đánh đề, tôi tần phát nữa, cũng ăn luôn. Đến ngày thứ ba, ngày thứ ba lại trúng tiếp mà thầy. Ngày thứ ba hay lắm. Nó xui tôi đánh đề, tôi biết thằng này là giỏi rồi. Thế là tôi hoánh gấp thép. Có bao nhiêu tôi dồn vào, tôi tẩn một quả rất là mạnh. Tôi hoánh phát. Phang một lỗ. Phang một lỗ luôn. Lại trúng luôn. Không, lần này tôi đi nửa cái móng nhà. Trời ơi, sao thầy bảo nó phá trúng lắm, sao thầy lại đi cả một móng nhà? Cô đúng là cái người phản, cô chả biết cái gì. Nếu nó để cho tôi trúng, tôi có 70 căn nhà. Thế mà có tôi nghiện ngập cờ bạc, rồi là nghiện ngập lô đề. Thế có mà bà tôi không thành người. Những người đánh lô đề mà đánh tham rồi đúng không? Thì chỉ có tán ra bại sản thôi. Đấy là người rời là kỷ luật tôi. Nhắc nhở nhẹ. Cái móng nhà là nhẹ đấy. Nhẹ đấy còn sao nữa. Có đúng không? Phúc đức quá. Chính vì thế là tôi nhờ dựa vào bóng người rời. Cho nên là tôi làm tâm linh. À, đấy thì người rời nhìn thấy hết đấy thầy ạ. Đấy, thế là tôi mới làm những cái việc gọi là giúp đỡ mọi người theo kiểu chiêm linh tinh. Là thế này nhá, nói vòng nói vo thì cũng chẳng qua là nói thật. Vâng. Thì chỗ người quen rồi, tôi cũng không phải trình bày nhiều nữa. Dạ. Riêng cái đàn lễ này thì ngoài cái việc mà người rời truyền thông tin từ trên chỗ trung tâm NASA về. Dạ, vâng. Thì thế này đi, cái lễ thì không bao giờ tôi lấy cao giá cả. Vâng, thế bây giờ tổng là lễ số hết tất cả bao nhiêu thầy cứ nói thẳng với vợ chồng con chuẩn bị ạ. Mặc dù là ngày Tết, rau, cỏ, thịt, cá là đều tăng giá. Dạ. Nhưng tôi làm lễ là chỉ có hạ giá. Cho nên là đây, tôi có chuẩn bị sớ đây rồi. Dạ vâng ạ. Cô sẽ cầm cái sớ này về. Nó mất 2,5 triệu. Rất là đơn giản, nhân với 2 là 5 triệu. Nhà bảo là sẽ có con, thậm chí là con trai cũng được luôn. Thầy ơi, vừa giờ thầy mới nói là 2,5 triệu, sao bây giờ lại 5 triệu ạ? À thì 2,5 triệu một tờ, cô một tờ, thằng chồng cô một tờ, tổng là 5 triệu. Thì tôi làm lễ phát là có con luôn, có 5 triệu bạc cái này. Đừng có mày điên này, quá nhiều. Tiền của tao cũng như là con sò bỏ đến mà 5 triệu. Hả? Anh Huyền. Này, 3 triệu. 500. Đây, 500 lần 1. 500 lần 2. 30.000 được không?